Thế mời Trung. Tức quá cái điện thoại kia nó pin nó chết rồi. Không để cái ảnh nào cho mọi người được. Dạ em chào Hello, xin anh chào cơ Trung. quan. Dạ em chào anh cơ quan, chào cô chú bác anh chị đang theo dõi trên diễn đàn. Thì hôm nay cái chủ đề anh đưa ra thì em cũng có một vài cái theo quan điểm cá nhân của em thôi, cái suy nghĩ cá nhân. Thì với một người dân thì so với lại các bác lớn tuổi thì cũng không dám so. Thế nhưng mà ít nhiều thì em cũng đã có một thời gian ngắn sống trong thời kỳ bao cấp và cũng đã có một cái kỷ niệm, một cái ký ức về khi mà cái thông tin mà có nghĩa là hồi đó có thể nói là chấn động thế giới, đó là Liên bang Xô Viết chính thức sụp đổ. Và cái mà em muốn đề cập ở đây ấy, thì trước hết là chúng ta nhìn lại cái quá trình, cả một cái quá trình mà Liên bang Xô Viết sụp đổ, đúng không ạ? Thì nó diễn ra trong một thời gian dài. Đấy, diễn ra trong một thời gian dài với cái tiêu chí thì cũng không khác gì bây giờ so với Việt Nam chúng ta. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền và những cái mà được đưa ra, đó là những cái học thuyết hay là những cái tư tưởng nó mới, nó mang lại những cái tiến bộ, những cái văn minh mà do bị ảnh hưởng của các nước phương Tây. Rồi là đó, kèm theo đó nữa là những cái mà tiêu chí, có nghĩa là chúng ta không thể mà hiểu hết được. Thì đầu tiên thì về cái nguyên nhân sụp đổ của Liên bang Xô Viết thì tất cả các nhà chính trị gia trên thế giới người ta đã có sự nghiên cứu và người ta đã đưa ra các nguyên nhân có thể nói là rất là cụ thể rồi. Rất cụ thể rồi, em thì cũng không dám mạn phép vượt qua những cái bậc tiền bối, những cái gọi là cây đa cây đề về lĩnh vực tri thức. Thì với em cảm nhận một người dân thì em chỉ nghĩ như thế này. Đầu tiên em khẳng định là Liên Xô sụp đổ không phải là ngày một, ngày hai, mà là cả một quá Đúng rồi. trình rất là lâu dài, có sự chuẩn bị kể cả về nhân lực và vật lực. Đấy, nhân lực và vật lực. Nhân lực ở đây là gồm có hai cái nhân vật mà chúng ta đã nhắc đến, đó là ông đầu tiên là ông Tổng Bí thư Đảng Có Cộng phải sản không? Liên Xô giai đoạn đó là Mikhail Gorbachev, và cái người thứ hai, đấy, cái người thứ hai được coi là một cái kiến trúc sư cải tổ, đó là Alexander Yakovlev, đúng không ạ? Hai Đúng cái nhân rồi. vật là kiến trúc sư cải tổ. Thì cái đầu tiên đó, thì chúng ta nguyên nhân thì đã được phân tích rồi. Thế nhưng mà em theo nghĩ thì nguyên nhân nó có hai hai vấn đề, đó là nguyên nhân cả bên trong và bên ngoài. Bên ngoài là có sự tác động của các nước mang cái tư tưởng đối kháng, quan điểm hệ chính trị, tư tưởng đối kháng. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân ở bên trong. Nguyên nhân ở bên trong đó là cái gì? Đó là cái người lãnh đạo, cái người lãnh đạo. Đúng rồi. Đó là cái và cộng theo đó là cái dư luận của người dân, có nghĩa là khi bị dẫn dắt thì đã bị lung lạc và thay đổi mặt tư tưởng. Đó là nguyên nhân bên trong. Đó là hai cái mà có thể nói là quyết định dẫn đến cho Liên Xô sụp đổ. Đó là theo quan điểm cá nhân em thì em suy nghĩ như vậy. Đấy, thì chúng ta nói ngắn gọn qua một chút về Liên Xô thì chúng ta nhìn lại ở đất nước Việt Nam chúng ta hiện nay. Thì như chúng ta cũng biết là trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam chúng ta thì ngay kể cả là hàng năm là cái tổ chức nhân quyền đấy tại Liên Hợp Đúng Quốc rồi. người ta cũng thường xuyên người ta có những cái bản báo cáo, người ta cho rằng chúng ta là vi phạm về tự do, dân chủ, nhân quyền, vi phạm về Không không, tôn cái giáo. đoạn này là chung, cái đoạn này là chung, cái đoạn này chúng ta nên rõ ràng ở cái điểm này nè. Tức là những cái tổ chức mà nhân quyền đó đó, họ tự xưng hay họ là thừa của ai, và cái quan trọng nhất họ trực thuộc ai, trực thuộc quốc gia nào hay trực thuộc một nhánh của Liên Hợp Quốc, chung chung cũng nên tìm hiểu kỹ về cái đoạn này. Bởi vì theo 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 anh hiểu á, nếu mà thực sự một cái tổ chức chính quy của Liên Hợp Quốc á, thì họ không thể nào mà có những cái phát ngôn hay những cái trạng thái mà nó gọi là nó không có mang tính xác thực. Chúng 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 có thể tìm hiểu lại cái đoạn nào đoạn này được không?
Dạ ok anh, thì để em mở lên để mọi người theo dõi. Thì cái tổ chức nhân quyền này thì qua thì em cũng có đề cập rồi. Đó là một tổ chức gọi là phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đấy, cái tổ chức này thành lập năm 1941 vào tháng 10 năm 1941 và có 11 cái văn phòng đại diện ở các cái khu vực, các nước như là Hungary này, Jordan, Kazakhstan, Kyrgyzstan là hai văn phòng, Mexico, Tunisia, Ba Lan, Serbia, Nam Phi và Ukraine. Và cái tổ chức này nhắc lại là tổ chức quốc tế phi chính phủ có trụ sở tại Hoa Kỳ. Đấy, nó là nó nhỏ nhé, cái tổ chức phi chính phủ. Đấy, chúng ta hiểu như thế. Thì hàng năm người ta đều có những cái báo cáo mà có thể nói là nó phi thực tế và nó gán ghép cho Việt Nam chúng ta. Đấy, gắn ghép cho Việt Nam chúng ta về cái vấn đề tự do dân chủ nhân quyền và các cái vấn đề khác liên quan đến dân tộc tôn giáo thì cũng thường xuyên để mà đề cập đến. Thì chúng ta nhìn thấy là đầu tiên là gì, như ở Liên Xô cũng vậy, đó là người ta dựa vào cái vấn đề là người ta tác động vào là để cải tổ, đúng không ạ? Cải tổ. Và cải tổ thì sẽ trên nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, từ suy nghĩ tư tưởng người dân cho đến bộ máy lãnh đạo. Thì chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy cái đầu tiên đó là cái việc mà chúng ta về công tác cán bộ đấy, em có thể nói là cái sự cài cắm chui sâu luồn cao vào hàng ngũ lãnh đạo của Đảng. Cụ thể chúng ta nhìn lại một chút là ông Gorbachev này này, là ông sinh năm 1931 trong một cái gia đình nông dân tại tại cái làng mà Privono Staropod, Bắc Cáp-Cà-Đơ. Và ông này thì nguồn gốc gia đình ông Gorbachev thì dưới thời ông Stalin, lãnh tụ Stalin, có thể sau sau cái thời kỳ mà lãnh tụ Lenin. Thì ông ngoại của ông ta là bị ngồi tù. Còn ông nội của ông ta là ông Andrei Moiseevich, là từng đi cải tạo lưu đày ở Serbia, và người ông đằng vợ là bị xử bắn năm 1937. Đấy. Rồi là bố vợ cũng cũng bị ngồi tù 4 năm vì chống lại nhà nước Xô Viết. Đấy, Nhân thân đây cũng là ớn anh cái ha. mà nhân thân đấy, là ông ta sau này khi mà trả lời phỏng vấn của một tờ báo ở Mỹ thì ông ta đã có nêu lại cái góc độ này, nêu lại góc độ này. Thì có thể nói là một cái người mà có một cái lai lịch nó không rõ ràng, nó không rõ ràng, nó không thực sự là một người có lý tưởng, đấy, có mục tiêu, có lý tưởng xây dựng và phát triển công tác xây dựng đảng cũng như là đối với cái xây dựng và phát triển đất nước. Thì sau khi ông ta tìm cách chui sâu và luồn cao vào cái hàng ngũ lãnh Leo đạo cao cao. cấp của đảng và nhà nước của Xô Viết đấy, và cộng thêm với khả năng che đậy và các cái chiến thuật kỹ năng khác, thì đã giúp cho ông ta lên được tới chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Liên Xô giai đoạn đó. Và hậu quả là sau cái cuộc cải cách thì Liên Xô sụp đổ thì mọi người đã biết rồi. Thế thì chúng ta nhìn lại ở Việt Nam chúng ta, cái hiện tượng này nó đã từng xảy ra hay chưa? Thì báo cáo với tất cả mọi anh Thơ Quang và mọi người là cái việc này đã từng xảy ra rồi. Cụ thể chúng ta nhớ lại một chút, đó là ông Nguyễn Hà Phan, hay còn gọi là ông Phạm Văn Khoa đấy, tên khai sinh của ông ấy. Thì ông là một người gốc ở Rồng Trôm, Bến Tre. Đấy, thì cũng có một cái lý lịch có thể nói là nếu như mà chúng ta nhìn vào thì nó rất là bài bản. Đấy, rất là bài bản. Bởi vì là khi mà cái giai đoạn mà ông ta đang là tỉnh ủy viên của tỉnh Sóc Trăng năm 1958 thì ông ta đã bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt. Thì đến năm 64 thì ông lại được thả. Và sau đó tiếp tục ông tham gia hoạt động cách mạng cho đến năm 1992 là ông đã là Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và tháng 12 năm 1993 thì được bổ sung là Ủy viên Bộ Chính trị và được phân công làm Thường trực Ban Bí thư. Đấy, Thường trực Ban Bí thư.
có thể nói là cũng là một người trèo cao leo sâu vào trong cái Hàng nội bộ đảng của chúng ta, và sau này sau khi phát hiện thì ông đã bị bãi bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội của ông này tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 9 tháng 10 năm 1996. Thế thì chúng ta có thể thấy được là cái đầu tiên đó là cái mà vấn đề mà người ta gọi là gây dựng cơ sở cài cắm những cái người đấy để vào trong cái đội ngũ lãnh đạo của Đảng. Thế thì cái cài cắm này hiện nay nó có không? Đấy, báo cáo là có. Chúng ta nhìn xa một chút là bây giờ có một số các em, các cháu rất là trẻ khi đi du học tại các nước thì cũng đã có những cái bài viết hoặc là những cái phát biểu mà nói xấu về lãnh đạo cũng như về Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta. Thế nhưng thực tế so với tuổi các cháu ấy, thì các cháu sinh toàn những năm như 2000, 98, 2000 thì thử hỏi các cháu biết gì về cái quá trình, đúng rồi. có tìm hiểu về cái quá trình phát triển của đất nước Việt Nam chúng ta từ những cái giai đoạn bị nô lệ thuộc địa cho đến cái giai đoạn các cháu sinh ra hay không, và tìm hiểu đến đâu. Thế nhưng mà cái tổ chức khủng bố Việt Tân thì nó thường lợi dụng vào cái thế hệ trẻ này, thì người ta tiếp cận và người ta có những cái động tác, động thái người ta làm có thể nói là lung lạc về mặt tư tưởng, thay đổi về mặt tư duy, dẫn đến có những bài viết, bài nói nó đi lại với lợi ích của quốc gia dân tộc, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mà cái này chúng ta có thể tìm hiểu trên không gian mạng rất là nhiều. Đó là một cái cách mà các cái đối tượng nó cài cắm. Nhưng mà đây là cài cắm công khai, cài cắm công khai. Còn cái hình thức thứ hai đó là gì ạ? Cài cắm theo kiểu là trèo cao, leo sâu như chúng ta đã nói ở lúc đầu. Thì cái vấn đề mà bề ngoài, có nghĩa là về mặt hiện tượng chúng ta nhìn thì nó rất là dễ, nhưng về mặt bản chất nó ở bên trong. Thì cái bên trong ấy nó rất khó để chúng ta phát hiện ra, bởi vì người ta Ừ. có những cái khả năng che đậy rất là giỏi Với lại đúng rồi, để người che giấu. ta có cái khoảng thời gian phát triển để mà có thể giữ được một vị trí nào đó, để người ta có những cái thay đổi đấy, từ trong ra ngoài và từ trên xuống dưới. Và cụ thể nhất là trong cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì cũng đã có những người mà người ta đã trước đây chưa có biểu hiện gì, thế nhưng hiện nay cũng đã có những cái bài viết, có những cái động thái mà có thể nói là đã dần lộ diện cái người mà có thể nói là ẩn sâu đấy, cũng chưa phải là sâu lắm nhưng cũng đã ẩn thân, đúng không ạ? Ẩn thân một thời gian tương đối dài, và đến nay mới có những cái bài viết, những cái lời nói mà đi lại với lại cái đường lối ngoại giao của đất nước chúng ta đấy. Thậm chí là có những người mà công khai cho rằng cái vấn đề bỏ phiếu của đại diện của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là vấn đề sai trái, đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy. Còn một bộ phận nữa đó là ẩn sâu hơn nữa, mà cái công tác này thì nói thật là em cũng không nắm rõ và cũng không tìm hiểu được. Thế nhưng mà em nghĩ là, theo cá nhân em nghĩ thôi, là sẽ có. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái cán bộ người ta thoái hóa biến chất đấy, tự diễn biến, tự chuyển hóa và qua nhiều hình thức bằng những cái lời hứa hẹn, thì chắc chắn là cái này, công tác này thì em tin tưởng là lãnh đạo Đảng Nhà nước cũng đã có những bước chuẩn bị rất là kỹ càng. Đấy, rất là kỹ càng, và cũng rất là may mắn cho Việt Nam chúng ta là cái công tác cán bộ, đội ngũ xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận của Kế thừa đúng không? lãnh Đúng đạo rồi, kế Đảng Nhà thừa. nước. Dạ, đó có tính kế thừa nó rất là bài bản và rất là có lộ trình, nó rất là khoa học. Đấy, cụ thể qua các cái bài phát biểu cũng như trên các cái bài đăng của các cái báo như Quân đội Nhân dân hoặc là Chưa của trả phát. Đảng Cộng sản Việt Nam, thì chúng ta thấy được cái vấn đề mà lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta chuẩn bị cho cái thế hệ kế cận nó đảm bảo về chất và đảm bảo về 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 lượng. Có nghĩa là chúng ta có thể nói là chuẩn bị những đội ngũ cán bộ, xây dựng những người đủ đức, đủ tài và có tâm, có tầm để tiếp tục có thể lãnh đạo đất nước chúng ta trong cái thời gian tiếp theo.
Đó là cái khía cạnh thứ nhất mà theo em suy nghĩ là như vậy. Cái khía cạnh thứ hai đó là những cái mà chúng ta vẫn vẫn nói ấy, là những cái người đấy mà cứ tự cho mình tự cho mình, và thậm chí là người ta có thật, đó là những người là gì, những người có học hàm học vị, gọi là giới tri thức đấy, những người có học có tìm hiểu, thì người ta lại có cái chủ trương là chủ nghĩa xét lại đó, xét lại rồi là xóa bỏ lịch sử, xóa bỏ lịch sử, và kêu gọi xóa bỏ điều 4 hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng nghĩa với việc là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Của đảng sẽ mà đây đấy. đúng Thậm chí là có những người mà đã có những cái, có thể nói là những cái bài văn bài thơ đi cùng với cách mạng, đi cùng với năm tháng của cách mạng, thế nhưng mà khi đất nước giải phóng, cuộc sống của người dân ngày càng phát triển, thì người ta lại có cái tư duy đó là quay đầu, chúng ta hay gọi là quay xe đấy. Cụ thể ở đây chúng ta có thể thấy như nhà văn Nguyên Ngọc, đúng không ạ? Nhà văn Nguyên Ngọc đúng rồi. là một trong những nhà văn có thể nói rất là nổi tiếng, có những cái bài văn bài thơ mà thậm chí là thường xuyên sử dụng vào vấn đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc là thi đại học, như ví dụ như bài Rừng Sà Nu chẳng hạn, thì ông cũng đã có những cái động thái nó rất là rõ ràng trong cái vấn đề chống phá nhà nước, nói thẳng là, em nói thẳng là như thế, đi ngược lại Rồi. với cái hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đấy. Và chính ông ta cũng đã xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, nó giống như cái trường hợp mà kiến trúc sư của Liên Xô vậy đấy, nó y như vậy, nó không khác gì cả. Đó là cái góc nhìn thứ hai. Cái góc nhìn thứ ba đó là người ta là có những cái mà chúng ta nói thế nào, có những cái mà những cái người này này tự xưng là những cựu chiến binh đấy, tự xưng là cựu chiến binh, cái này thì chúng ta không biết là thật hay giả. Thế nhưng mà nếu như một cựu chiến binh thật sự, một cựu chiến binh thật sự thì người ta đã trải qua cuộc chiến. Trải qua cuộc chiến, những người lớn tuổi thôi, chứ còn thế hệ trẻ như anh em mình đi lính đấy thì không 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 thể gọi là cựu chiến binh được. Dĩ nhiên là chúng Đúng rồi. ta cũng 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 là tham gia, thế nhưng mà nó ở khía cạnh khác, đó là chúng ta thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với Tổ quốc nó khác, mà cái vấn đề cựu chiến binh tham gia trên các chiến trường lại khác. Thì đã công khai nói về những cái vấn đề mà có thể nói là đi ngược lại lịch sử, đi ngược lại lịch sử và xóa bỏ đi những cái mà có thể nói là những cái thành tựu của Đảng, lãnh đạo quân đội trong cái vấn đề mà giải phóng dân tộc, giải phóng dân tộc. Đồng thời nữa là cũng trực tiếp hay gián tiếp có những cái bài viết, có những cái lời nói so sánh lãnh tụ chúng ta với những cái thành phần khác, cụ thể là những cái người mà đã từng bán nước, làm tay sai cho ngoại bang, hoặc là gì, hoặc là cho rằng cái cuộc mà chúng ta giúp nhân dân Campuchia đánh đánh đổ cái Bot. tổ chức cái chế độ Pol Pot Ieysary tại Campuchia, lên án Việt Nam chúng ta là xâm lược Campuchia, mà trong khi đó chính Liên Hợp Quốc người ta cũng đã có những người những nhà nước đại diện cho các nhà nước, người ta đã xin lỗi Việt Nam và người ta đã đưa ra xét xử các cái thành phần lãnh đạo của cái tổ chức này rồi đấy. Thế nhưng mà các anh lại 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 cho rằng chúng ta là có hành vi là xâm lược Campuchia, mà trong khi đó lịch sử Campuchia ghi lại đến ngày hôm nay và nhân dân Campuchia cũng rất là có những cái tình cảm quý mến đối với quân đội nói riêng và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung, trong cái vấn đề giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng ấy, hoặc là người ta xuyên tạc, người ta nói không đúng sự thật về lịch sử về cái hải chiến Hoàng Sa năm 1974. Người ta cho rằng là chúng ta là mất đảo, là mất đảo, và có những cái vị tướng, có những cái vị có thể nói là tướng ấy, nhưng mà lại phát ngôn về cái cuộc chiến Gạc Ma đấy là nó không đúng chuẩn mực.
nó dẫn đến là gì, các cái đối tượng bên kia thế giới đấy, gọi là đối tượng chống phá, pin vào đó, nó lợi dụng vào những cái câu nói đó thì nó đi nó chống phá lại nhà nước chúng ta, và nó làm cho thế hệ trẻ người ta không chịu khó tìm hiểu thì chắc chắn người ta sẽ hiểu sai về cái ý nghĩa và cái mục đích của cái việc mà chúng ta bao nhiêu năm nay đấu tranh về cái vấn đề giữ đất giữ đảo. Đấy là cái vấn đề mà chúng ta muốn nói. Cái vấn đề thứ tư đó, đó là cái về dẫn dắt dư luận, có thể nói là rất là nguy hiểm, đó là truyền thông. Đó là rồi. Truyền thông. Tại à, sao tới, tới cái đoạn này, đoạn này là Trung, Trung, Trung. À, trước khi Trung đề cập vào vấn đề thứ tư á, liên quan tới truyền thông, thì anh xin phép chia Trung ít phút về cái việc này. Tại vì trong cái bài viết đó, có một đoạn thế này nè. Anh xin đọc lại nha, tôi quan xin đọc lại cho mọi người cùng nghe, để mọi người hình dung thêm vấn đề. Từ năm 1985, Gorbachev bắt đầu kế hoạch 5 năm làm sụp đổ một cường quốc. Ha. Với việc theo chân kiến trúc sư gì đó, quá trình hủy hoại này cuối những năm 80 diễn ra không giống như một cuộc xung đột giai cấp, mà là sự thay đổi âm thầm trong nhận thức và tư tưởng của mỗi người. Gorbachev đã cùng với Yakovlev âm thầm phá hoại nền tảng văn hóa con người Xô Viết bằng cách giết dần giết mòn từng chút một vào nền tảng đó. Ha, và cái quan trọng nhất cái đoạn này là mọi người. Ngoài ra, hỗ trợ đắc lực cho quá trình cải tổ này còn có các nhóm văn hóa xã hội của Liên Xô lúc đó như vân vân, một bộ phận cơ quan đảng gì đó nhà nước muốn vượt qua cùng cuộc khủng hoảng trên chính ngôn thận gì đó, và họ cho rằng cơ hội đó là chín mùi. Thì tại sao thưa quan nhắc đến điều này? Quay lại cái đoạn chuyện mà nãy Chung có đề cập với mọi người á, là cái vấn đề luồng sâu leo cao á, thì vấn đề về mặt tổ chức, về mặt cái các cấp cao thì chúng ta không nói, đúng không? Nhưng mà ở đây á, nếu chúng ta nhìn về cái góc độ là chỉ là anh em chúng ta tham gia cái khung gian mạng để gọi là quan tâm về tình hình chính trị đất nước, đúng không ạ? Thì mọi người để ý xem, chúng ta có thể cho rằng một cái trường hợp nó luồn sâu là như thế này. Tức là mọi người thử nhìn lại những nhân vật, những cá nhân mà trước đây là được mệnh danh ha, được tự xưng là cờ đỏ yêu nước, đấu tranh chống mừng địa xuyên tạc rất là tích cực, đúng không? Rất là tốt, rất là tốt. Thì mọi người thử nhìn lại xem đâu đó có vài nhân vật nhân cái câu chuyện sự kiện của Nga và Ukraine, họ bày tỏ quan điểm như thế nào. Và đặc biệt qua cái câu chuyện Việt Nam chúng ta bỏ phiếu trắng tại hội đại hội đồng Liên Hợp Quốc, họ phản ứng rất là mạnh mẽ, đúng không? Thì mọi người có thấy được đâu đó và một cái hình ảnh nào không? Hình ảnh là chúng ta nói tạm thời là dùng theo cái khái niệm gọi là luồng sâu leo cao á, tức là mình cho rằng là trong cái môi trường của chúng ta thôi, tức là họ trà trộn vào giống như là những người đã yêu nước, quan tâm chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, hay là đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc vân vân mây mây, đúng không ạ? Đó, thì mọi người thấy không? Và đặc biệt theo quan để ý á, có một cái nhân vật mà bị được anh Hồng Lưu Lý thường đưa lên trang, đó là gì? Phùng Tuệ Châu. Phùng Tuệ Châu. Thì thơ quan thì thật sự không rành về nhân vật Phùng Tuệ Châu lắm. Thơ quan chỉ hiểu nôm na là trước đây nhân vật đó là cũng có ánh nhìn tốt, cũng có cái gì đó vân vân mây. Nhưng mà cái quan điểm của cái nhân vật đó hiện tại tới bây giờ về vấn đề mà Nga với Ukraine, thì thơ quan xem qua thơ quan thấy rất là nực cười. Và thơ quan cảm thấy là họ như là có ý đồ là chính, chứ không phải là đơn thuần chỉ là ủng hộ ai thôi. Thì không biết mọi người nhìn thế nào. Rồi thêm một cái nữa, thưa quan dẫn chứng đây. Đây là một cái hình ảnh thưa quan thấy trên không gian mạng nha. Thì với cái avatar và cái nickname là Thành Lộc Nguyễn. Thành Lộc Nguyễn, mà không biết là, thì thưa quan xin nói trước, đây không biết có phải là nick thật của nghệ sĩ Thành Lộc hay không nha. Nha, thưa quan xin nói trước, không biết có phải là thật hay không. Nhưng nếu đây thực sự là nick của nghệ sĩ Thành Lộc,
và hắn ta đi cái Star Tết này á nha, thì thơ quan cho rằng đây là một thằng cực kỳ mất dạy. Bởi vì sao? Thơ quan xin chia sẻ mọi người cái tốt này của nó. Mọi lần trước khi vào cửa mấy cái mon thì phải trình cái thẻ xanh chích 2-3 mũi cho mấy em bảo vệ thấy thì mới được vô. Hôm nay vội vã quá đưa lộn cái này mà mấy em đó cũng cho vô luôn. Và cái này là cái gì? Đây là một cuộn giấy vệ sinh có in hình tổng thống Putin, đúng không? Thì mọi người theo mọi người thấy có độ mất dạy ở đây không? Cái độ mất dạy ở đây đã không nói rồi nha, bởi vì dù gì đi nữa người ta cũng là một nguyên thủ quốc gia, đúng không mọi người? Còn bản thân cái thằng nghệ sĩ này nó là cái gì? Cái đó cái thứ nhất. Cái thứ hai, mọi người cứ hình dung xem nếu về cái quan hệ ngoại giao, người dân của Nga, thưa quan nói ví dụ người dân thôi, chúng ta chưa nói đề cập tới chính quyền chính phủ Nga nha. Nếu người dân Nga họ có tinh thần yêu nước, đúng không? Thì họ sẽ thấy thế nào? Đúng không mọi người? Thì mình cũng xin nói trước, thì mình nói rồi, không biết là thật hay giả, là hay là có bị mạo danh hay không. Đó, đó. Còn nếu mà giả đó, nếu mà bị ai đó giả mạo thì rất mong rằng là nghệ sĩ Thành Lộc nên lên tiếng. Đúng ạ, bởi vì ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta. Còn nếu là thật, thì không còn gì để bàn cãi nữa. Đúng không Thao Nguyễn? Bởi vì rõ ràng tại vì nó xuất hiện ở trên không gian mạng mà. Cái này thì chúng ta đâu có thể Photoshop được. Đúng không? Chúng ta rất rõ ràng, thơ quan rất rõ ràng. Tức là thơ quan đưa ra hai góc nhìn. Rõ ràng. Và có một điều nữa. Bởi vì tại sao thơ quan gay gắt về điều này? Nếu thơ quan không lầm thì cũng có từng có những hình ảnh Thành Lộc chụp chung với những ai đó, thơ quan cũng rất sòng phẳng thôi. Cái chuyện là anh ta là nghệ sĩ, anh ta đi lưu diễn được hâm mộ chụp ảnh chung là cái chuyện bình thường, đúng không ạ? Chúng ta không nói bởi vì cái gì cũng phải rõ ràng, nó có bằng có chứng đàng hoàng, đúng không? Nhưng mà ở đây đó, chuyện này chưa kiểm chứng. Không sao phát, mình đưa hai cái cạnh, đúng không? Mình đưa hai mặt mà, bởi vì cái chuyện này nó xuất hiện mà. Cái vấn đề của mình ở đây á, thực ra là mình cũng muốn nghệ sĩ Thành Lộc biết được. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có người trong cuộc lên tiếng cái điều này nó mới giải tỏa mọi vấn đề, nó sẽ tốt đẹp cho tất cả, phát công nhận không? Đúng không? Đó. Thì có thể thí dụ nếu mà bị giãn đít ấy, thì nghệ sĩ Thành Lộc nên có sự đính chính, đúng ạ? Nãy giờ thơ quan đưa ra hai góc nhìn rõ ràng nha. Thơ quan đưa hai vấn đề trong hai cái, tức là trong hai hoàn cảnh đó, hoàn cảnh kể cả đít giả và kể cả và vấn đề là nếu là đít thật, đúng không ạ? Bởi vì cái kiểu này là không chấp nhận được. Giống như mọi người nhớ không, những cái tờ báo tại sao nó đăng cái tin khi nó đề cập tới đất nước Bắc Triều Tiên, dù gì đi nữa người ta cũng là một nguyên thủ một quốc gia, đúng không? Mà Việt Nam với các quốc gia đó có một quan hệ với nhau rất là tốt, chính vị đại sứ Việt Nam ở bên Bắc Triều Tiên còn phải bức xúc lên tiếng nữa. Đó, chỉ đơn thuần như vậy thôi, nó đưa một cái tên trống không, không đưa chức danh, thí dụ như ở ngài Kim Jong Un hay là chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, đưa cái tên húy của người ta không, mọi người xem. Tức là ở đây tại vì Trung đề cập tới truyền thông thì thơ quan muốn đưa mọi người thêm góc nhìn nữa, tức là truyền thông đang muốn điều gì, đang làm cái gì, cái độ lắt léo của họ ở đây mọi người, tức là chúng ta không đủ cơ sở để kết luận là họ thế này thế nọ, đúng không? Đặc biệt trong cái câu chuyện mà họ dẫn lại những nguồn tin của các báo đài báo phương Tây như CNN, Reuters hay vân vân gì đó một cách không kiểm chứng, đúng không?
một cách không kiểm chứng, tức là họ dẫn chứng một cách vô thoải mái và họ cho rằng là tôi dẫn chứng lại nguồn cỡ này nguồn kia, nhưng mà cái sức ảnh hưởng là có, đúng không? Đó mà hỏi chúng ta kêu chúng ta có kết luận được hay không, hay kết tội được không, thì chúng ta đâu có đủ cơ sở đâu chúng ta kết tội, đúng không? Chúng ta chỉ biết là đây là cái độ lắt léo, cái độ lắt léo. Cho nên là vấn đề thầy Quang đưa ra để mọi người có sự cảnh giác đó. Thì đó, ở đây nó liên quan tới vấn đề truyền thông, cũng như câu chuyện của Liên bang Xô Viết sụp đổ, thì cái vai trò của truyền thông trong cái câu chuyện đó nó có chứ, mọi người công nhận là có, nó tác động rất là lớn đúng không, tác động rất là lớn đó. Thì thôi qua đưa thêm một góc nhìn nữa, thì không biết với góc nhìn của Trung như thế nào ha, Trung như thế nào, thì xin mời Trung, có gì anh em mình chia sẻ tiếp. Dạ. Ở góc Nga độ thứ quy đó tư thì mà anh em sẽ muốn ý chia cãi nó đi, sẻ. xin mời Trung. Ở góc độ thứ tư này em muốn chia sẻ là về góc độ truyền thông. Bên Thế này lên thì được có người khác ơi. chúng ta đặt thêm một cái câu hỏi và chúng ta có thể suy ngẫm, đó là cái việc Liên Xô sụp đổ, cái vai trò truyền thông ở mức nào? Thì theo quan điểm cá nhân của em nhận định thì là đóng một vai trò cực kỳ lớn. Bởi vì Đúng rồi. sao? Bởi vì cơ quan truyền thông là truyền tải các cái thông tin. Thế nhưng mà khi mà người ta đã không có cái sự có thể nói là khách quan trong vấn đề đưa tin, thậm chí là đưa tin sai lệch, thì người ta dẫn đến làm cho cái việc là dẫn dắt dư luận, đúng không ạ? Thay đổi tư duy và lung lạc cái tư tưởng người đọc, người nghe, người xem. Đấy, làm cho người ta có những cái nhìn nó không khách quan về mọi vấn đề, chứ không phải riêng một vấn đề nào. Từ đó nó làm cho cả một cái bộ phận, có thể nói là cả một cái xã hội, là người ta sẽ có những cái suy nghĩ, những cái tư duy nó khác đi, và mơ mộng vào những cái điều mà nó không có thật. Tại sao lại nói như thế? Chúng ta nhìn lại hiện nay, ví dụ cái cuộc xung đột của Nga và Ukraine, thì chúng ta đều biết cái vấn đề truyền thông phương Tây là như thế nào, đúng hay sai, nó cụ thể, nó rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần nói đến ở đây. Vấn đề ví dụ như cái đảo rắn, đúng không ạ? Các cái binh sĩ ở đảo rắn của Ukraine đã lên sóng của Ukraine và truyền thông phương Tây là như thế nào, thậm chí là còn công nhận liệt sĩ cho người ta, đấy, phong người ta là anh hùng. Thế nhưng sau khi mà truyền thông của Nga đưa lên thì nó lại trái ngược hoàn toàn, và những người đó người ta cũng đã trả lời phỏng vấn của kênh truyền thông của Nga rất rõ ràng về cái vấn đề đó. Đấy, thì ở ngược lại ở chúng ta ở đây thì sao? Thì đó là cái việc mà các báo người ta dẫn lại các cái nguồn tin, dẫn lại các nguồn tin mà có thể nói là không kiểm chứng, không có sự đối chiếu. Đối với người dân bình thường như chúng ta thôi, thì chúng ta cũng có thể thấy được là khi chúng ta tiếp cận một vấn đề gì đó thì chúng ta cần nghe bằng hai tai, chúng ta phải tìm hiểu. Thế nhưng mà ngược lại ở đây là không có sự tìm hiểu, thì dẫn dắt cho dư luận hiểu sai đi mọi khía cạnh của vấn đề. Thì nó đóng góp rất lớn trong cái vấn đề Liên Xô sụp đổ. Thì hiện nay ở Đúng rồi. Việt Nam chúng ta cũng đã có hiện tượng này, dù ít hay nhiều. Dĩ nhiên là chúng ta rất khó để mà khẳng định. Bởi vì sao? Bởi vì người ta ghi rõ là dẫn nguồn tin của CNN hay ABC News hoặc là trang nào đó của các cái báo phương Tây, người ta dẫn dắt lại. Đấy, thế nhưng mà cái thông tin đó nó có đảm bảo khách quan, trung thực đến với người đọc, người nghe hay không thì nó lại hoàn toàn chúng ta không 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 thể biết được. dám khẳng định được cái đó, không biết được. Mà cái rất là hay nữa là gì? Có một cái nao nao, hao hao đấy, có thể nói hao hao giống với Việt Tân ở chỗ là dẫn nguồn tin giấu Theo tên nguồn tin riêng hoặc là đây nguồn tin dấu tên theo nguồn tin riêng đấy, hoặc là nguồn tin giấu tên, hoặc là qua phỏng vấn một người giấu tên. Thì cái người giấu tên đó người ta có đảm bảo là khách quan hay không, và cái nguồn tin đấy nó có đúng sự thật hay không? Đó là một cái rất nguy hiểm để cho người đọc, người ta dễ bị dẫn dắt. Bởi vì sao? Bởi vì những cái câu từ đó thường người ta sẽ không để ý, mà người ta chủ yếu tập trung vào cái nội dung và tiêu đề của anh thôi. Khi anh giật lên một cái tiêu đề, đúng không ạ? Thì người ta sẽ tập trung vào tiêu đề và cái nội dung của cái bài viết đó, chứ người ta không để ý những cái câu đầu tiên các anh là dẫn nguồn tin của ở đâu cả. Đấy, thế nhưng mà nó là cái tai hại rất là lớn, tai hại rất là lớn.
Và cái tư duy nữa là gì, em muốn nói là các anh ở bên kia thế giới và dân chủ cuội thường hô hào là muốn Việt Nam mình có cái đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập. Đấy, và cái này thì nó cũng liên quan một phần, bởi vì ít nhiều mạng xã hội chúng ta cũng thể nói là lĩnh vực truyền thông, thế nhưng nó chưa thể nói là truyền thông chính thống mà là chúng ta chỉ tham khảo thôi. Thế nhưng mà ngay chính cái giáo sư Paul Mitzler, trường đại học của bang Illinois Hoa Kỳ cũng đã khẳng định rồi. Đấy, mọi đói nghèo, thất nghiệp, thất học đều do lỗi của hệ thống. Lỗi từ chủ nghĩa tư bản Mỹ gây ra. Nước Mỹ tự xưng là đa đảng nhưng thực chất chỉ là một đảng. Đó là đảng của chủ nghĩa tư bản, dù là đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ. À, chúng ta nghe chúng ta hiểu đúng không ạ? Có nghĩa là hai hệ tư tưởng khác nhau, hai chế độ chính trị khác nhau. Thì chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa và hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa thì có thể nói là khác, so với khác thì cũng phải khác hoàn toàn. Thế nhưng mà nó khác với lại cái chế độ của xã hội tư bản chủ nghĩa và hệ tư tưởng tư bản chủ nghĩa. Thế nhưng ông giáo sư này ông nói rất là cụ thể và rõ ràng rồi. Thế nước Mỹ có được gọi là đa đảng không? Có gọi là đa đảng đối lập không? Nếu mà đa đảng đối lập, anh phải là đa đảng đối lập về hệ tư tưởng và chế độ. Ví dụ như là hai đảng, đảng Cộng hòa và đảng Cộng sản Mỹ thì chúng ta có thể nói là đa đảng đối lập. Chứ đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa thì người ta cùng hệ tư tưởng và cùng chế độ tư bản chủ nghĩa. Thì chúng ta có thể nhận định là không thể gọi là đa đảng được. Thế nhưng mà ở đây giáo sư của Mỹ cũng đã phân tích, có cái bài phân tích rất là sâu về cái vấn đề này. Thế nhưng mà các anh lại lại đánh tráo khái niệm và cho rằng là gì ạ? Cho rằng chúng ta cần phải phải đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Thì nó góp vào một phần là gì? Một phần là một số là gì? Là đưa lên những cái mỹ từ mà chúng ta có thể nói là nó như thế này. Ví dụ như lãnh đạo Triều Tiên chẳng hạn. Người ta đường đường là chủ tịch, đúng không ạ? Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên. À, và là cái nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu của nhà nước Triều Tiên. Hay là Tổng thống Nga cũng thế, ông Putin cũng thế, là người đứng đầu của một nhà nước, của một quốc gia. Thế nhưng mà khi người ta viết báo, người ta viết thì người ta đưa lên thì người ta chỉ nói trống không thôi. Chúng ta có thể Đúng nói rồi. là thiếu cái chủ ngữ vị ngữ. Mà cái này là cái Chào tháng từ đầu. cái việc học của các cháu nhỏ thì người ta cũng biết thế nào là chủ ngữ, thế nào là vị ngữ rồi. Và thế nào là tôn trọng trong vấn đề ngoại giao rồi. Thế nhưng mà những lãnh đạo đảng nhà nước của các nước khác thì các anh lại viết đi thiếu mất một cái rất là sơ đẳng. Đấy, viết thẳng tên người ta. Thế nhưng mà cái đối tượng chống phá đất nước như là Phạm Đoan Trang thì lại viết là bà Phạm Đoan Trang. Bà Bà Phạm ông Đoan này ông Trang, đúng kia. không ạ? Ông bà, nó đó là một cái mà chúng ta có thể nhìn thấy là về mặt bản chất ấy, thì cũng có thể là, à về mặt hình thức đấy, thì chúng ta cũng có thể là người ta có thể giải thích đó là sự tôn trọng lẫn nhau giữa người với người. Thế Rồi. thì cái tôn trọng đó, đúng không ạ? Cái tôn trọng đó thì đối với một người chống phá đất nước, với một nguyên thủ quốc gia mà chúng ta có quan hệ ngoại giao, tại sao nó lại có sự thiếu hụt như thế về mặt hình thức? Đúng rồi, Còn về mặt bản đúng rồi. chất, đúng không ạ? Về mặt bản chất ở bên trong ấy thì ngấm ngầm, chúng ta có thể nói là ngấm ngầm ca ngợi những cái thành phần chống phá đất nước. Chúng ta cứ để ý xem tất cả những trường hợp đó khi lên báo đều được viết là ông được bà Phạm Đoan Trang, rồi ông Cù Huy Hà Vũ, rồi ông Nguyễn Văn Đài, đúng không đấy? Chúng ta nhìn chúng ta thấy đấy là góc độ truyền thông, góc độ truyền thông mà chúng ta nhìn nhận chúng ta thấy. Còn về cái vừa rồi có chia sẻ thêm về chỗ nghệ sĩ Thành Lộc thì em có xem rồi đấy, thế nhưng em không có bình luận ở trên trang cá nhân của anh ấy, bởi vì là thứ nhất là chúng ta cũng như anh nói thôi, chúng ta không biết đó là nick thật hay nick giả. Bởi vì cái Đúng việc rồi. lập một cái nick và lấy một cái hình đại diện thì nó cực kỳ đơn giản, nó không có gì là khó Đúng cả. rồi. Thế nhưng mà cũng rất cần là gì? Nếu như không phải nghệ sĩ Thành Lộc thì cũng rất mong là anh có những cái tiếng nói để Đúng khẳng rồi, định lên cái tiếng sự đến trong chính. sạch của anh. Đúng rồi. Đó.
Và cái vấn đề này thì nó hết sức bình thường, nó không có gì để mà phải khó khăn trong cái vấn đề mà chúng ta đính chính thông tin cả. Bởi vì cái việc mà người Đúng ta rồi. mạo danh mình, người ta làm xấu đi cái hình ảnh của mình thì mình lên Ảnh tiếng, hưởng danh mình cảnh tiếng. báo cho mọi người biết đấy, là hiện nay là có cái đối tượng này hay là người này, người ta lợi dụng vào cái tên và cái hình ảnh của tôi để người ta đưa ra những cái lời nói hành động nó không đúng với cái suy nghĩ và cái bản chất con người tôi, để cho mọi người hiểu lầm, Bút thì cập lên tôi hả? cảnh báo mọi người biết, đúng không ạ? Thế nhưng mà hiện nay ấy, thì vẫn chưa thấy, thì cũng rất mong là cái việc này nó sẽ có những cái diễn biến để mà chúng ta có thể theo dõi tiếp theo. Và cái vấn đề cuối cùng em muốn chia sẻ đó là một cái mà chúng ta vẫn thường nói, đó là quyền lực nằm trong tay kẻ mạnh. Ví dụ ở Việt Nam chúng ta thì bảo là phải học Hàn Quốc, đúng không ạ? Phải học Hàn Quốc AQI rồi là các cái thành phần chống phá đấy, bảo là nếu như mà chúng ta mà Hàn Quốc là ngon rồi, đúng không? Thế thì dẫn chứng luôn ngày hôm nay có một cái mà em thấy rất là buồn cười, đó là khi mà tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc lên thì ông ta cho rằng là cái việc ăn thịt chó là chuyện bình thường nhá. Tất cả mọi người nên nhớ nhá, ăn thịt chó là chuyện bình thường. Thế nên là 15 con chó ở Việt Nam là sẽ không có cẩu quyền của Liên Hợp Quốc can thiệp đâu. Đó là thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa là gì? Đó là ông sẽ đòi xóa bỏ cái tổ chức giống như kiểu gọi là Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam mình ấy, là tổ chức phụ nữ đấy, và khuyên phụ nữ lên về lùi về sau hậu trường và lo chăm sóc cho gia đình. Đó, đúng không ạ? Cái đó có phải là tự do không? Đang cướp mất cái quyền của người phụ nữ nha. Đấy, chúng ta nói. Cả cái vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến cái chỗ mà của những con người mà tôi sống ở đất Mỹ nhưng mà không quan tâm đến xã hội Mỹ này. Đó là Facebook cho phép, đúng không ạ? Facebook cho phép tất cả mọi người đăng tải những hình ảnh, clip liên quan đến cuộc chiến của Nga và Ukraine, đặc biệt là những hình ảnh chết chóc, bom đạn. Đấy, còn đăng ở các nơi khác là bị vui lòng các bạn, tài khoản các bạn đã bị khóa hoặc là người ta cấm, người ta không cho đăng. Cái đó là cái tự do kiểu trời Tây à, hay là kiểu gì? Kiểu này theo em nghĩ là kiểu khoai tây, cái lúc mà một nửa thì là ngon nhưng một nửa là bị thối rồi đó. Chúng ta thấy không, cái bài học của Liên Xô đối với Việt Nam chúng ta nó rất là sâu sắc, và em cũng rất là vui mừng khi mà đất nước chúng ta cái giai đoạn đó, cũng có thể nói là cái lúc đó thì em cũng đã biết rồi thì cũng cảm nhận được, nhưng mà đến ngày hôm nay suy nghĩ lại thì thấy được là gì, có thể nói là một cái chao đảo, một 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 có một cơn sóng. Thế nhưng mà rất may là lãnh đạo Đảng Nhà nước chúng ta cũng đã rất là sáng suốt, rất là tài tình trong cái vấn đề mà giải quyết cái giai đoạn khó khăn nhất của Việt Nam chúng ta, Đúng rồi. bước qua được cái giai đoạn đó, rồi sau đó chúng ta thoát được cái cấm vận và chúng ta phát triển đến ngày hôm nay. Và lãnh đạo Đảng Nhà nước vẫn luôn có những cái dự trù về xây dựng thế hệ lãnh đạo kế cận, thì em rất là tin tưởng là trong tương lai Việt Nam chúng ta cũng có nhiều cái phát triển hơn nữa để chúng ta có thể một là khẳng định của vị thế của Việt Nam, thứ hai nữa là giúp cho cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta ngày càng phát triển, mặc dù đến nay là chúng ta có thể nói là cái cuộc sống tương đối là ổn định đấy, nhưng mà cũng cũng cần hơn nữa, tiếp tục hơn nữa để khắc phục được những cái tồn tại mà trong xã hội chúng ta vẫn đang hiện có đấy, xây dựng cho từ cá nhân, gia đình đến xã hội là phát triển hơn nữa. Thì ngày càng phát triển thì chúng ta càng mừng đấy, càng vui mừng. Chúng ta không nên nhìn vào những cái phù phiếm xa hoa và những cái bánh vẽ mà người ta vẽ ra trước mắt mình. Và chúng ta phải nên nhớ, trong năm ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì trừ Nga ra thì bốn nước đã đánh chúng ta rồi, đúng không ạ? Bốn nước đã đánh chúng ta rồi, người ta mang đến đau thương cho chúng ta rồi. Thì chúng ta ở đây là chúng ta luôn biết ơn những người dân Liên Xô, lãnh đạo Liên Xô đã giúp đỡ chúng ta trong cái giai đoạn mà đất nước chúng ta khó khăn nhất trong thời kỳ chiến tranh cũng như sau giải phóng. Đồng thời cũng rất là nhớ ơn những người yêu chuộng hòa bình, kể cả ở nước Mỹ đã có những cái phong trào phản chiến
phản ứng lại đối với chính quyền Mỹ giai đoạn đó khi mang quân sang xâm lược Việt Nam chúng ta. Đó là những cái mà chúng ta cần phải nhớ, đấy, cần phải biết ơn, chứ chúng ta không được phép quên những cái gì mà nó đã thuộc về lịch sử. Khi chúng ta đã quên lịch sử, xóa bỏ lịch sử thì đồng nghĩa với việc chúng ta xóa bỏ cội nguồn dân tộc. Đó là một cái cực kỳ nguy hiểm mà các đối tượng chống phá người ta luôn muốn cái điều đó nó xảy ra. Và cái bánh vẽ to lớn nhất và thực tế nhất, ví dụ điển hình nhất, đó là Ukraine ngày hôm nay. Khi anh đang còn giá trị lợi dụng thì người ta bơm tiền, bơm vũ khí, người ta đưa ra những cái lời hứa, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Xây dựng một đất nước Ukraine có thể nói là phát triển ngang tầm với Mỹ. Thế nhưng ngược lại ngày hôm nay thì chỉ có đống đổ nát hoang tàn thôi. Đó là gì? Đó là cái sai lầm khi mà lãnh đạo của Ukraine, em nói thẳng, sai lầm lãnh đạo Ukraine khi cố tình xóa bỏ đi cái cội nguồn của người ta, đó là người Ruskiev, và xóa bỏ đi cội nguồn người ta đó là chủ nghĩa cộng sản đã gây dựng lên cái đất nước Ukraine đó, đặt nền móng, nền tảng xây dựng lên cái đất nước Ukraine đó, là người ta xóa bỏ cái lịch sử cội nguồn dân tộc người ta. Hai nữa là quá tin tưởng vào các cái nước bên ngoài. Khi mà độc lập quốc gia dân tộc mình không có sự tự lực tự cường ấy, mà chỉ trông chờ vào các nước ở bên ngoài, thì hậu quả ngày hôm nay là người dân Ukraine đang phải gánh chịu những cái mà đau thương mất mát như ở Việt Nam chúng ta trước đây. Đó là do sai lầm về đường lối, đó, sai lầm về quan hệ ngoại giao. Mỹ và NATO hứa rất nhiều điều với Ukraine nhưng hiện nay không có gì cả. Không có gì cả. Ngay chính tổng thống của Ukraine, đó là ông Zelensky, đã phải có nên là đau đớn, đúng không ạ? Đau đớn nhận ra điều này. Thế nhưng có thể là đến giai đoạn này nó là quá muộn. Quá muộn. Thế thì cũng rất mong là trong thời gian tới và sẽ sớm nhất để có thể kết thúc được cái xung đột này, để cho người dân Ukraine có thể quay lại được cái cuộc sống. Dĩ nhiên cái hậu quả của cuộc chiến, hậu quả cuộc chiến nó để lại thì có lẽ phải 30-40 năm nữa thì Ukraine, người dân Ukraine mới có thể khắc phục được. Thì cũng rất mong là qua cái bài học đó thì mọi người có cái nhìn nhận nó đúng, nó khách quan. Đấy, và giữ được cái vị thế gọi là của một người dân thôi, nhưng mà chúng ta phải giữ được cái vị trí là chúng ta có tìm hiểu và có tư duy ở vị trí trung lập. Chúng ta không ủng hộ bên nào, nói rõ ràng như thế. Cuộc chiến nào cũng đau thương, người dân Việt Nam chúng ta là một ví dụ điển hình rồi. Hậu quả của dioxin đến ngày hôm nay vẫn còn đấy. Thế nên là chúng ta phải nên nhớ là cái giá của hòa bình nó không bao giờ được đánh đổi bằng những lời nói như kiểu các anh xuyên tạc, các anh gọi là ba que xỏ lá các anh nói đâu. Không bao giờ có, các anh chỉ nói bằng miệng thôi, đúng không ạ? Và chưa có dân tộc nào mà thoát khỏi kiếp nô lệ bằng cách đi xin như kiểu các anh ba que các anh nói cả. Các anh ba que thì các anh chúng ta đều biết rồi, các anh chỉ nói thôi, còn về hành động thì không có gì cả. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng với người dân cho đến giờ phút cuối cùng, cuối cùng là bay mất tích, bay trước luôn, đúng không ạ? Và nếu không có viện trợ thì không phải là 1 năm, 2 năm hay là 1 tháng, 2 tháng mà có thể sẽ sụp đổ trong vòng 24 giờ. Những cái câu nói bất hủ đó của cái người được từng cho là lãnh đạo của chế cái độ Việt Nam Cộng Hòa mà chúng ta hay gọi là hậu duệ, bây giờ gọi hay gọi các anh ba que đấy, ngày xưa không ai gọi đâu. Thế nhưng bây giờ các anh hay nói xiên nói xỏ thì người ta gọi các anh là ba que đấy. Đó là những cái lời khẳng định mà nó là rất là rõ ràng và cụ thể và lịch sử đã được ghi lại đấy. Thì cũng rất mong là những cái anh này phải có những cái nhận thức cho nó khách quan đấy. Cũng phải nên học lịch sử của các anh đi đấy, thế xem là thế hệ cha ông các anh đã làm gì, đã nói gì để các anh phải tha phương cầu thực, đúng không ạ? Không quê hương, không tổ quốc như ngày hôm nay. Chào hơi đấy. Còn dĩ nhiên là những cô chú bác luôn có những cái tình yêu quê hương đất nước đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết rồi, với tấm lòng con người Việt Nam thì luôn mở rộng vòng tay để đón nhận đấy, yêu thương và gắn kết tình đồng bào. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải loại trừ đi những cái ung nhọt trên cơ thể của chúng ta. Đấy là cái chia sẻ của em là như vậy. Thì cảm ơn anh Thơ Quang và
tất cả các chú, các anh, các bác, các chị đã lắng nghe. Ok chung. Ok chung, cảm ơn chung rất là nhiều nha.